Mình nắp chút nữa không nữa. Cái này là ngày đầu mình chở quê đó hả? Hai ngày rồi anh. À, như cái chậu này lớn nè. Cô được chậu nào chưa cô? Dạ. Cô đang nhìn coi là cảnh cái bông nào là đẹp vừa ý nhất hả cô ạ? Dạ, lên trường hình luôn. Năm nào mình cũng bán ở đây hả em gái? Đúng rồi anh. Đây là bờ cầu ớt có bông. À, đầu bến á. À. Dạ đúng rồi. Thấy cô đẹp nè. Dạ. Rồi chiều hay mai là gặp mình nha. Dạ, lên thế giới thấy luôn. Dạ. Ủa? Chưa mua được chậu nào hả cô? Dạ mua thêm đi chứ. Mua ủng hộ em chủ quán bông đi chứ. Phương xin chào cô bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương quay lại xóm đảo đó bà con cô bác anh chị. Cũng rất lâu rồi, cũng có nhiều khán giả nói là Phương quay lại đảo Chuyên Nguyên. Thì sáng nay thì Phương sẽ đi hai đảo, đảo Chuyên Nguyên và đảo Vũng Ngán. Đảo Vũng Ngán á, thì Phương sẽ qua gửi những phần quà của chú Nhân. Thì chú Nhân cũng đã dặn với Phương rồi. Khi nào mà Phương qua bên đó đó thì con chích ra 100 đô gửi bà con xóm đảo Vũng Ngán. Bây giờ vị trí Phương đang đứng nè là cáp treo ha, phía bên đây là nhà ga mới cáp treo Winburn nè. Phương sẽ quay qua phía bên này là đường Trần Phú. Cầu đá sẽ đi vòng qua Cụ Bé luôn bà con các anh chị. Bây giờ Phương sẽ đi xuống xuống bến đò dân sinh Quỳnh Nguyên nha. Cũng có nhiều khán giả đó thấy Phương quay bến đò dân sinh Quỳnh Nguyên đó cũng rất là thích. Nói hôm nào anh Phương á có dịp đó thì dẫn các bạn qua bên đảo Chuyên Nguyên rồi đi qua làng chài. Bây giờ là 7:20 rồi bà con có bán chị. Bây giờ Phương sẽ tranh thủ Phương đi ha. Tại vì Phương cũng còn giữ tiền của các cô chú anh chị cũng nhiều đó bà con có bán chị. Mong rằng số tiền Phương sẽ đi trước Tết. Bây giờ bà con khán giả đi chứ Phương ha. Thì khán giả hỏi đi qua đò đó, đò đảo Chuyên Nguyên đó, là giá bao nhiêu tiền, có lên không? Thì không biết. Hôm Phương đi qua đảo Chuyên Nguyên chỉ có 5.000 thôi bà con cô bác chị. Bộ đi bộ về đó thì chỉ 10.000 thôi. Bây giờ bà con khán giả đi với Phương ha. Phương cũng tranh thủ đi sớm để Phương quay chợ đảo Chuyên Nguyên cho khán giả xem. Rồi, vẫn là người bạn quen thuộc hàng ngày với Phương nè. Các bạn nào mà thích qua đảo đó, cũng có nhiều khán giả cũng không coi hết video. Bây giờ Phương sẽ quay chi tiết ha. Bây giờ vị trí Phương đứng đây là cáp treo nè ha. Bên đây là đồn biên phòng. Rồi đi xuống bến đò dân sinh. Bây giờ bà con khán giả đi với Phương ha. Trên đường Phương đi đó thì Phương cũng không hứa trước điều gì cả. Nếu có duyên thì Phương sẽ gặp bà con yêu thương ha. Giờ này là người ta cũng đi làm hết rồi, đường nó cũng vắng.
mong rằng khán giả coi video này cho kỹ. Nếu mà đi tham quan đảo Chú Nguyên đó thì cũng nhớ đường xuống Bến Đò ha. Rồi, xuống quay được. Phương đi hai đảo đó thì Phương sẽ làm hai video đó, bà con cơ bán chị. Thì thời lượng nó quá dài, mong rằng những video Phương đăng lên đó nhiều khán giả yêu thương đăng ký kênh và like cho Phương. Giờ này thì trời nắng cũng đẹp, gió nó nhẹ, xe lạnh đó bà con cô bán chị. Chạy tiếp qua bên đây là cô bé ha, bến tàu du lịch trong bến tàu du lịch đó bà con cô bán chị. Rồi, Phương sẽ không đi tối nay, Phương sẽ đi xuống bên đó dân sinh. Đây có bảng chỉ đường này, có nhiều khán giả không coi hết video hỏi Phương quay chi tiết ha. Trước màn hình bà con khán giả là đô thị biển An Viên này, trong đây có những căn nhà rất là đẹp bà con cô bác chị, cả chiều đô, trong đây là có căn nhà cả chiều đô, nhà rất đẹp. Phương quay hai clip ở đó rồi, ở trong đó có một cái kè buổi sáng đi tập thể dục, nhìn cảnh rất là đẹp luôn. Qua đảo Chí Nguyên đó, nếu bạn nào mà đi xe máy thì mình vô mình gửi xe rồi qua đò tới chợ, rồi mình vòng trong xóm rồi đi qua làng chài. Chỗ này là gửi xe máy của nhân viên Winburn này. Rồi khán giả xem kỹ video ha, cho Phương ha. Ở đây cũng khó đi đó, thì Phương sẽ dựng video ha, tới bến đò dân sinh Phương sẽ quay cho khán giả xem. Nhân viên đi làm này, đi sáng này. Giờ Phương tới bến đò rồi. Bồng chở qua đảo này, hôm nay thì bến đò cũng rộng ha, rộng ràng, hoa xuân này, chở qua đảo này. Chủ kia chứ. Chủ bông là chủ mua nè. Đợi chưa qua, chắc Phương phải đợi rồi. Phi ơi, Phi cho anh hỏi là đò bên đảo Chí Nguyên qua chưa em? Chưa hả? À, 15 phút nữa. À, Phương phải đợi 15 phút nữa. Để
Rồi chào, chào anh tài xế. Bồng Thọ chuyển qua bên đảo. Ủa đảo nào vậy em? À, đảo Chí Nguyên hả? Ờ vậy là anh Quý Giang xem đò của em luôn được không? Rồi hôm qua. Rồi là chị. Đây là bà chủ quán bông hả? Đây là bà chủ quán bông nè. Đây bà chủ quán bông. À, bà chủ nói quay ra bà cho bà bán hết. À, đây là Phương thấy chú xem anh này nữa. Con chào chú xem. Dạ anh ơi, anh bỏ em hỏi chú xem một chút xíu được không, cho kịp em đi theo đò của anh được không, của cái đò của chị bán bông được không chú ơi? Chú dừng tay một chút xíu chú. Rồi bữa giờ làm được không chú? Được không? Được à, ít à. Dạ làm ít là nhiêu chú? Hai làm chọc. Đi chú làm đi, có bồ hai hỏi hai chục đúng không? Dạ hai chục. Không, năm này đẹp hơn năm ngoái. Năm nay đẹp hơn năm ngoái. Hồi sáng giờ bà bữa nay tôi thấy công việc bà con tấp nập đồ chuyển bông rồi đó. Thì sáng giờ kiếm được 70 chưa, 80 chưa chú? Làm gì có đâu. Dạ. Trăm rồi á. Nó nổ à. Cái gì à? Đâu, có 150 cho tao. À đúng rồi, 150. Được thiệt đó. Chú, được bao nhiêu chú? Hả? Được bao nhiêu? Sáng giờ được nhiêu rồi? Sáng 200 không? Đâu đâu phải dễ ăn đâu. Ông có mướn không? Mướn thôi mà. Thôi chú ơi, chú dừng tay. Dừng tay. À, cho anh hỏi chú một chút xíu nha. Chú ơi. Đâu có đâu. Chú ơi. Hả? Chú dừng tay đi. Anh gì kia kìa. Ủa hồi sáng giờ có được 20 à chú? 20 à. Dạ. Chú là bốc xếp lớn tuổi nhất ở đây hả chú hả? Dạ. À, chú hả? Rồi mấy ngày kia có khi nào mà gần Tết rồi ngày đó được 100.000 không chú? À, ví dụ mình cày có chứ. Dạ. Cày là bốc có. Dạ. Còn không cày thì thôi. Dạ. Chú ơi, chú xem, chú nhắc lại, chú xem năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, 71. 71 tuổi rồi. À. 71 tuổi thì bây giờ này phải có làm, có ăn, còn không làm là không có ăn hả chú? Có làm có ăn chứ. Dạ. Ai nghỉ ngơi mà. Chú ơi, con hôm nay đó thì con cũng đi qua bên đảo phát một chút quà cho bà con. Rồi. Sẵn đây thì Phương phát cho, gửi cho chú. Chú ơi, đây là tiền của chú Nhân đó, Việt Kiều Mỹ. Gửi chú 200 nha. Chú bốc xếp đây thì chú cũng lớn tuổi rồi. Rồi chú mua gạo. Ổng này phải mấy chục năm ở đây rồi đó. Dạ. Đấy xong rồi lấy cái chỗ quý. Đây chú ơi, đây là chú Nhân Việt Kiều Mỹ nha chú. À, cảm ơn chú Nhân Việt Kiều Mỹ. A Di Đà Phật. Dạ, chúc chú thật nhiều sức khỏe. Bên này có một anh cũng bốc xếp nè. Ở đây có hai chú hả chú ơi? Ừ, hai chú à. Bên này cũng đồng nghiệp với chú nè. Em chào anh. Sáng giờ được nhiêu rồi? Mấy chục à. Cũng mấy chục y như chú xem hả? Ừ. Anh đứng bên đây cho người ta đi giùm cái à. Em gửi cho anh 200 tiền của chú Nhân để mua gạo nha anh. Anh tên gì ạ? À? Do. À anh Do. Anh Do Cầu Đá đúng không? Ừ. Đây anh. Anh cũng khổ. Đây chú Nhân gửi cho. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi em chào anh Do nha. Bây giờ tới đảo Chư Nguyên rồi. Hôm nay biển êm, chạy chỉ 5 phút thôi. Khi quay ra là
Thì là chiều đi biển nè. Hôm Phương quay và giờ tôi bông nó có chú cái nói mà ghê quay trong là nghỉ. Quay ra ngồi là chiều lại họ lại đi tiếp. À, đây là bà chủ đò. Chào bà chủ đò. Đây là chủ đò nè. Đó, đăng lên cho mọi người biết ha. Rồi, quay mình luôn nè, quay anh trai luôn nè. Chỉ quay tay quay luôn mình á. Ủa, anh bên đây luôn hả? Bên Nha Trang, quay đây làm. À, ở Nha Trang á hả? Quay làm. À, làm cửa nhôm. Rồi, tới rồi bà chủ. Rồi, đưa dây. Rồi, tới rồi. Rồi, ok, rồi, chào bà chủ nha. Dạ. Bia, chuyển qua đảo. Bông vạn thọ. Qua lại bên bến đò kia bên kia. Đầu bến đảo Chu Nguyên là cái bông đã trước rồi, hai bên kia cũng có bông nữa nè. Chào em trai. Bây giờ việc nhiều không? Chắc chắn là việc nhiều rồi không? Rồi, chúc may mắn nha, chúc vui vẻ nha. Rồi, chào anh trai. Phương quay cái chợ bông chút xíu ha, chợ bông đảo ha, sớm đảo. Có người xem bông nè, là Phương vô phục. Rồi, chào, chào bà chủ bán bông. Bông nhận thọ không vậy? Ừ, nhận thọ không hả? Nhận thọ cho tuổi thọ nó cao. Cả hai chị đang lựa bông kìa. Bông bao nhiêu một chậu hả? Nhỏ thì 30 anh. Nhỏ là 30. Nhỏ 35, còn cao nữa 40 anh. À, có giá rồi. Thì con chở cái mỏ đây trước mà. Không, điệp em năm mà nó chở gì rồi. Con còn mở đây năm mới cũng mới đem ra luôn á. Năm đi cho chị Hồng được cái chọn á. Giờ bên năm chích nở không nở. Cái này là ngày đầu mình chở quê đó hả? 2 ngày rồi anh. À, như cái chậu này lớn nè. Cô được chậu nào chưa cô? Dạ. Cô đang nhìn coi là cảnh cái bông nào là đẹp vừa ý nhất hả cô ạ? Dạ, lên truyền hình luôn. Năm nào mình cũng bán ở đây hả em gái? Đây là bà cầu, bà cầu ớt cúc bông. À, đầu bến á. À. Dạ, đúng rồi. Thấy thấy cô đẹp nè. Dạ. Rồi chiều hay mai là gặp mình nha. Dạ, lên thế giới thấy luôn. Dạ. Ủa, chưa mua được chậu nào hả cô? Mua rồi, mua chở gì đâu. Dạ, mua thêm đi chứ. Mua ủng hộ em chủ bán bông đi chứ. À, em qua đây mấy ngày bữa rồi. Em ở đây nè. À, ở đây là em sớm đảo này hả? À, em gái ở sớm đảo.
Đây kẻ vẫn còn vô nè. Phường Định Muộn à. Chị bán bún riêu, chào chị bán bún riêu. Hello. Hello. Chào chị chủ dễ thương. Chạy từ đô nha. Nữa, quay là mỗi lần quay là có từng đô hả? Sao? Quay là phải có tiền chứ. Quay là phải có tiền. Rồi dạo này bán được không? Tết bán được không chị? Rai ha chị ha. Chắc ít bữa nữa là đắt nữa. Đúng không chị? Người ta cũng bận biểu công việc nhà đó, là không kịp nấu cơm mà ra ăn bún riêu của chị nha. Đây, bún riêu của chị nè. Như một tô đó là bao nhiêu tiền chị? 20 ngàn. 20 ngàn, bình dân mà ở bên đây chỉ 20 ngàn. Cao nhất là 30 ngàn thôi hả chị ha? Ở ăn cỡ nào? Giá nào cũng có hết. Giá nào cũng có, 15 ngàn cũng có, 25 ngàn. 15 ngàn cũng có luôn. Cô Năm, cô Năm đi đâu vậy, đi chợ bữa nay muộn vậy? Cô Năm đi bán hàng. Ủa cô Năm bữa nay không có giấy lưới à cô Năm? Cô Năm bữa nay không giấy lưới rồi. Hả? Không, cô ngồi đi nè. Phải không? Cô bữa cô đang lưới, đang lưới. Cô đang lưới, sửa lưới về bên đây nè. Nhà cô đây nè, đúng không? Dạ. Ủa sao bên này bán gì? Sao bên này bán gì chị? Bên này bán được không chị? Dạ. Bên này có người mua nè. Đây không có người mua. Bữa nay chị bán chậm hả chị ha? Bữa nay bán chậm. Chị ngồi. Dạ, tình hình chung mà tới quay là không thấy ai mua chị luôn nè. Rồi, ôm nước ngọt. Rồi, thiếu một thùng bia nữa chứ. Thiếu một thùng bia nữa mà. Còn thiếu một thùng nữa. Này bà con hay giỡn gì á, Phương hay quay á, bà con hay giỡn gì á. Cậu cũng rất là quen thuộc bà con cô bác chị. Rồi bên đây nè. Dạ chào cô. Dạ, quay cho mọi người biết đến mua ủng hộ mình ha. Rồi gần Tết rồi bán được không chị? Mẹ ớt thì bè luôn. Nào mấy chị so vào những ngày này mấy năm trước đó. Đây thấp mấy cái ngày này mà như năm trước á, là năm nay là giảm đi nhiều đúng không chị? Năm nay giảm đi nhiều. Bên này là chị đây ngồi trong cái thùng luôn, ngồi trong cái tủ luôn. Ngồi. Chào chị, chị mua cà rốt. Chào chị, ngồi trong cái thùng. Dạ. Ngồi trong cái tủ. À, bên này là chị Bây giờ Phương sẽ đi vô cái xóm mà.
sớm chồng ha. Bên này cô bán bánh mì nè, cô bán rất là lâu rồi. Cô ở Cầu Đá. Chào cô. Dạ. Dạ. Bữa nay lên sóng nữa mà. Giờ này còn hả? Lấy thêm, lấy hết rồi, lấy thêm. Thấy sao? À, cô ở bên Mỹ á hả? Rồi thấy quay sớm mình cô bên Mỹ nói. À bên đây đẹp. Rồi ủa, bữa trước mình tới đây đâu có thấy cái sạch sửa quần áo đâu. Hả? Thấy mấy bữa con tới quay đâu thấy ta? Hay là bữa đó nghỉ? Bữa đó hình như nghỉ đúng không? À nghỉ. Thì bữa nay mới thấy nè. Rồi bữa nay may rồi sửa rồi nhiều không? Quay xe mà mở quê mấy anh ra đây chứ. Ủa xe tao mở về xe tao thấy mình còn ghét cái nhiều lắm mà xe tao thấy mày đâu anh chị? Dạ. Rồi bây giờ là chắc chắn là phải thấy rồi. Thôi sẵn đây thì chúc bà con làng mình kính chúc cô chúc gì không? À, cô cũng chúc hết tất cả bà con mua may mắn rắc là mình khỏe nhiều. Dạ. Cái năm cũ bước đi, năm mới bước tới gặp nhiều may mắn. Dạ. Dạ. Con chào cô nha. Dạ. Tao thấy xe không mà tao thấy mày đó chị quay. Chị mở bên đây trong mà xe quay đồ bé. Bán bánh mì luôn. Bây giờ Phương sẽ đi vô trong cái hẻm này. Chào cô. Dạ, cô bán cà phê. Dạ, thấy cô hoài luôn á cô. Rồi bữa nay bán cà phê rồi khách đồ nhiều không cô? Lên rai à cô. Cô bán cà phê ở nhà nè. Thôi con chào cô nha. Bên này ra kè nè. Chào. Đăng lưới hả chị? Ừ, yên. Dạ. Ủa, mình đăng lưới rồi mình bán đây hả? Bán luôn hả? Cái này là mình bán luôn hả? Yên á. À. Mình đang để mình giữ cho yên đó. Dạ. Là ủa, cái quán nhỏ xíu nằm ngược đây, nằm ngược ở đây bán được không? Quay mặt bên kia. Đây là cái lối sau. Lối sau luôn. Đây cũng ra chợ luôn. Dạ. Rồi bữa nay chưa nghỉ hả? Chưa. Kìa, quay cái bên kia quán cà phê nè. Thôi em chào chị nha. Ủa, mới trước kia là mới chở khách rồi hả anh?
Dạ. Dạ không, em đi bộ chút xíu thôi. Đây là sâm núi. Dạ. Yeah. Ồ chào, ủa bán về rồi đó hả? Dạ, giờ đi chợ bán cá. À giờ bán cá. Thôi chúc may mắn nha. Dạ. Nhiều khán giả rất là biết Phương ha, Phương quen cũng nhiều đó. À đây có một cái hẻm. Đây một kia người ta cũng đỡ bông nè, ta bán nè. Lâu chưa? Rồi bây giờ ngay chỗ này là người ta bán đồ ăn rất là nhiều nè. Rồi gặp cái em áo vàng rồi, rất là quen thuộc nè. Chào em, chào em. Mua ơi, mua ơi. À gặp em là khỏe không? Khỏe không? À, mọi ngày như mọi ngày ha. Mọi ngày như mọi ngày ha. Ừ. Đó. Bên đây là bán bánh căn, sao cái khuôn có bốn cái vậy? Dạ, ấp le. Ấp le. Ấp le. Bánh mì ấp le bằng cái khuôn bánh căn. Dạ. 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 Đây lần đầu tiên mới thấy nè, ấp le bằng cái khuôn bánh căn. Chứ nhãn nó thích gì? Dạ. Ngộ ngộ đó. Ổ 10.000. Ổ 10.000. Ủa ổ có 10.000 hả? Bây giờ Phương lên tới đây thì Phương thấy một cái cô bán nhang nè. Đã Phương hỏi cô một chút xíu. Con chào cô. Dạ. Gần Tết rồi bán nhang được không cô? Bán không được con à. Dạ, đưa con lấy một. Bán ba nhang lời 2.000 à. Dạ. Ba nhang lời 2.000. Rồi hồi sáng giờ bán được bao nhiêu bó rồi? Mới con bó à. Mới con bó à hả? Vì được có 2.000 hả cô? Rồi nó ăn tô bánh canh 5.000. Dạ. Ăn tô bánh canh 5.000. Tô bánh canh 5.000. Rồi nhà mình ở trên sớm núi luôn hả cô? Trên núi á, trên cao quá trên á. Dạ, đi lối nào cô? Mà giờ lên chi con? Không, không con hỏi thôi. Ờ, à, đi lên chi nhà ở đỏ mà nhà đất nè. À. Lên chi. Dạ. Giờ con ngồi đây à. Dạ. Cô đơn con không có ai. Có dạ. Con mà nó không có nuôi. Dạ. Có con mà nó nuôi nó khổ. Dạ. Cô nói cô ướt nước mắt. Ủa? Buồn lắm con à. Dạ. Cô buồn. Cô có mấy người con? Có 4 đứa mà thâu nó khổ hết rồi à. Dạ, 4 đứa đều khổ hết. Ừ. Dạ. Rồi có ai ở chung với mình không? Có thằng cháu. Ở mình á. Dạ. Ở một mình mẹ. Ở con mình à. Nói với cô. Nói là con không à, lo cho bà. Khổ dạ. Nói chung là à, con nó cũng khổ. Dạ khổ. Dạ đứa nào cũng khổ hết. Dạ. Dạ. Rồi mình nhang của mình bán đó là người ta
đưa cho mình là bán là từ từ đưa tiền sâu hay sao à, bà? Đúng, đúng, đúng. Dạ. Dạ. Dạ, nhiều có hầu thanh nữa, kiếm, con. Kiếm thêm đó. Kiếm thêm đó. Nói bà xâm núi. Ở núi này con bên gì mà nhìn thu á. À, mình sao già quá. À, bữa con có lên nhà thu. Đó, thôi bây giờ con như thế này. À, bà ơi. Chú Nhân đó gửi cho gửi bà Tết nha. Dạ. Gạo với mì tôm nhưng mà con đi liên tục không có mua gạo với mì tôm được. Con gửi cho bà 300.000 nha bà. Đâu, cảm ơn. A Di Đà Phật, cảm ơn chú Nhân. Cảm dạ, ơn. Vậy bà bán nha bà. Ờ. Chúc bà thật nhiều sức khỏe nha. Bây giờ Phương ra lại để qua đạo Dũng Ngán gửi tiếp những phần quà của chú Nhân. À, bên đây Phương thấy một cái chú này. À, chú bận áo bệnh nhân ha. Con chào chú. Ủa, à, chú bận áo bệnh nhân là đi đâu chú? Sắp chữa đi chạy thận. Dạ. Chạy thận, mấy giờ chú đi chú? 8:30. 8:30. À, con thì cũng không hẹn trước chú một điều gì. Thôi bây giờ sẵn đây thì con cũng hỏi thăm chút xíu nha. Một chút xíu rồi chú đi nha chú. Dạ. Dạ chú tên gì ạ? À, Phạm Diệu. Dạ. Chú ở xóm nào chú? Ờ, Bảy Dông. Bảy Dông. Bảy Dông lại trong này hả chú? À, dạ. Bây giờ là chú chuẩn bị đi chạy thận. Rồi dạo này thì chạy thận một tuần đi mấy ngày chú? Tuần đi thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Dạ. Ba, năm, bảy. Dạ, chú tự đi rồi đi xe thồ luôn. Rồi con cái rồi có chở chú không? À, không, bây giờ còn hơi phỉ á. Dạ, đi được. Đi lên, đi xuống được. Dạ. Chừng nào mà không phỉ người nhà dẫn đi. Dạ. Rồi chú ăn sáng gì chưa? Ăn rồi. Dạ. Rồi sẵn đây thì Phương cũng tiếp tục, Phương gửi tiền của chú Nhân đó. Chú ơi, đây là phần quà của chú Nhân, Việt Kiều Mỹ. Gửi cho chú là 300.000 để chú mua gạo làm hay là mì tôm gì đó, trong nhà thiếu gì chú mua nha chú. Cảm ơn chú Nhân. Dạ. Cảm ơn chú Nhân thì chắc không bằng tụi chú đó. Cảm ơn hết tất cả đồng bạn. Dạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, thôi chú đi cho kịp chú ơi. A Di Đà Phật. Dạ. À, bây giờ là cũng muộn rồi, thôi chú đi cho chú để nó kịp chuyến đò. À. Dạ, thì chú đi nha. Rồi đi ra quầy kia qua bên đảo Dung Ngán. Thôi chào bà con xóm đảo thân thương nha. Rồi xin chào cả nhà. Có duyên gặp lại bà con xóm mình nha. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Đi sớm một chút nữa là đi ra hết sớm rồi về. À, đi. Rồi bông của mình mới đây quay đây rồi. Rồi sớm giờ bán được chậu nào chưa? Rồi. Thôi chúc may mắn nha. Cảm ơn anh nhiều. Bây giờ Phương đi lói kè ha. Rồi Phương ra bên đò, Phương qua lại Dũng Ngán bà con có bán chị. Cũng là cái bông này. Chào em gái, mới gặp bên kia giờ qua đây rồi. Rồi, chào, chúc chúc may mắn nha. Rồi, em gái này ở bên đảo luôn. Đúng không? Rồi, chào hai em gái, dễ thương, sớm đảo. Kênh Nha Trang Biển Xanh. Nha Trang Biển Xanh. Ờ, năm nào nhà mình cũng mua bông về bán đó hả? Năm nào nhà em cũng mua bông về bán. À, Phương đăng video này đó thì biết nhà em bán bông đến mua ủng hộ nha. Dạ đúng rồi. Bông thường quá là bông ngày Tết ngày thường một cái đầy đủ. Rồi. Tết thì mấy nhiêu thọ. Thôi chào em gái. Dạ chào anh. Chào video anh. Rồi chiều hai mai nha. Dạ em yêu cô nha.
bông vàng thọ nữa nè. Rồi mua được 2 chậu rồi ha. Mua 10 chậu luôn. Thôi mua ủng hộ em đi. À cháu trong nhà hả? Này người ta phơi cá cơm. Cá cơm. Nữa nay không thấy gặp mấy chú buổi sáng cà phê ha. Chào, chào anh em ha. Bên này là những cái chậu bông lớn hơn này. Biết chủ ở đâu để Phương hỏi thử là giá bao nhiêu ha. Mình bán bông hả? Ủa cái chậu lớn kia bao nhiêu một chậu? 700 một chậu. À tùy theo chậu. Chậu này đẹp nhất là 800 ha. 800, 700. Rồi hồi sớm giờ bán được mấy chậu rồi? À của người ta. À bên kia là của cái chủ khác. À, tưởng đâu là ngồi đây, không thấy chủ bên kia. Đây là như là 40 hay là nhiêu đúng không ha? À 35, 40. Thôi chào nha. Hôm gặp cái chú gì ở đây mà bên đây không thấy là chú hay uống cà phê ở đây. Đây là sống đời hả chú ha? Đây là sống đời. vậy hả? Mình bất ngờ mà. Chào em. Đây là nhà mình hả? À là quán của em bác. Ừ thôi ba, sẵn đây cho mình một ly kè đi. Có bán kè không? Kè xay đi. Cho mình một kè xay đi. Bây giờ Phương ra lại bến đò là Phương qua đạo Dũng Ngán. Rồi gặp em gái lại đây rồi. Phương phải đứng đây đợi đò ra khoảng 15 phút nữa bà con có bán chị. Tới đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con một lần nữa. Phương xin chào và hẹn gặp lại.